quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn là những hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ liên thế hệ Tự Giúp Nhau của các cấp hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng. Qua đó từng bước trở thành cầu nối thiết thực, hiệu quả, giúp người cao tuổi chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Đều đặn mỗi tháng một lần, 50 thành viên trong câu lạc bộ liên thế hệ Tự Giúp Nhau thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu cùng hòa mình vào không khí sôi nổi của những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, cũng như các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập, truyền thông về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, thông tin về sức khỏe các thành viên, tình hình các tình nguyện viên chăm sóc người già neo đơn. Tôi là một người cao tuổi, sinh hoạt trong câu lạc bộ của liên hệ Tự Giúp Nhau của người cao tuổi trong thời gian gần 2 năm. Thấy là hàng tháng là sinh hoạt hàng tháng là thấy rất là vui. Để cho các phong trào của tuổi già này nó thay một cái sức khỏe và nó dồi dào thay. Bám sát tình hình thực tế của địa phương, câu lạc bộ thành lập thêm các nhóm phát triển kinh tế, tiếp nhận giúp đỡ các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ tham gia sản xuất kinh doanh, trồng hoa cây cảnh, buôn bán trồng trọt và chăn nuôi để tăng thu nhập. Đồng thời câu lạc bộ thành lập tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, hiện đang hỗ trợ cho 5 trường hợp người cao tuổi đau ốm, sống neo đơn. Hàng ngày các tình nguyện viên đến thăm, trò chuyện, xoa bóp tay chân cho các cụ, giúp các cụ đi chợ, làm việc nhà. Thành viên câu lạc bộ trong chủ nhiệm á, là muốn tạo điều kiện giúp cho người cao tuổi vượt qua khó khăn và sẽ là chia sẻ những vui buồn nếu mà họ không còn con cháu ở gần, họ đi làm phương xa hết, thì để cái tuổi thọ của người cao tuổi nó kéo dài hơn và họ vui tươi và khỏe mạnh hơn nhiều. Cùng với nhiều câu lạc bộ ở đây có được cái ban chủ nhiệm tương đối đều tài. Thứ hai cũng là cái kinh nghiệm của cấp ủy, của chính quyền, kinh nghiệm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cũng như các thành viên câu lạc bộ. Cho nên nó cũng có thuận lợi trong vấn đề công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy chính quyền xã Hòa Châu. Và đây được là tập hợp được một cái thành viên của câu lạc bộ tương đối mạnh, năng nổ, nhiệt tình, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ. Giai đoạn 2021-2023, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động 30 câu lạc bộ liên thế hệ Tự Giúp Nhau. Qua đó từng bước hỗ trợ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập, kéo dài tuổi thọ cho những người cao tuổi thiệt thòi trên địa bàn.